Đón đầu cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10, thời gian qua trường Trung học phổ thông Đô Lương 3 đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng được 16 phòng học thông minh. Riêng cơ sở vật chất, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, nhà trường tiến hành tu sửa lại 14 phòng học ưu tiên cho 14 lớp 10 trong năm học tới đây. Và với các phòng học hiện có, nhà trường đáp ứng tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường thì xây dựng khá lâu rồi, nhất là hệ thống phòng học trường học thì nó có một số xuống cấp. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương rồi sở dục có các cái dự án kêu gọi đầu tư của học sinh nữa. Này đang sửa lại cái dãy nhà học 2 tầng, sắp tới tuyển sinh vào lớp 10 thì 14 phòng học này là trứng dùng cơ bản cho học sinh lớp 10. Thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình mới này là phải cần một cái lượng thiết bị thay thế rất là lớn. Nhà trường có cái rà soát thiết bị dạy học tối thiểu, đăng ký với sở giáo dục và chính quyền địa phương đến 2,9 tỷ để mà trang bị thêm cơ sở vật chất. Nhiều trường học ở Nghệ An đã chủ động đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, đồng thời kêu gọi các nguồn lực cùng hướng về trường. Tại trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1, dù cơ sở vật chất chưa khang trang, nhưng nhà trường quyết tâm đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho các phòng học bộ môn bằng nhiều hình thức. Đến nay, trường đã xây dựng được một phòng học STEM có tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Để tiềm cận cái chương trình 2018 thì nhà trường đã chuẩn bị từ trước. Hiện nay các phòng chức năng cũng như là các cái phòng học đã đảm bảo đủ điều kiện thiết yếu. Ví dụ như hệ thống bảng thông minh, tivi 65 inch cho 34 lớp học, rồi các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học STEM mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Còn với trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, một trong những trường vùng cao đã được tài trợ trên 200 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất. 44 phòng học với các trang thiết bị hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tập đoàn đã hỗ trợ cho nhà trường xây mới là 44 phòng học, tất cả trang thiết bị như bàn ghế, TV, màn hình tương tác. Hệ thống phòng học này thì còn được đầu tư cả cái phòng học tin học, âm nhạc, mỹ thuật, nhà đá chức năng, nhà hoạt động của hiệu bộ. Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học được xem là điều kiện quan trọng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10 ở Nghệ An vẫn là trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại để triển khai theo đúng mục đích của chương trình.